Tôi là chủ cuộc chơi Forex. Tôi là chủ cuộc chơi Forex. Tôi là bậc thầy trong quản lý rủi ro. Tôi là bậc thầy trong quản lý rủi ro. Tôi có kế hoạch đầu cơ Forex cụ thể. Tôi có kế hoạch đầu cơ Forex cụ thể. Tôi lịch kịch bản trước khi giao dịch. Tôi là kịch bản trước khi giao dịch. Tôi luôn luôn tuân thủ quy tắc giao dịch. Tôi luôn luôn tuân thủ quy tắc giao dịch. Tôi là người giỏi xác định xu hướng và đi theo đó. Tôi là người giỏi xác định xu hướng và đi theo đó. Tôi tập trung tìm đỉnh và đáy của thị trường. Tôi tập trung tìm đỉnh và đáy của thị trường. Tôi nhận biết khả năng điều chỉnh giá đến bao nhiêu. Tôi nhận biết khả năng điều chỉnh giá đến bao nhiêu. Tôi theo dõi các điểm đảo chiều của thị trường. Tôi theo dõi các điểm đảo chiều của thị trường. Tôi nhận biết các tín hiệu cảnh báo. Tôi nhận biết các tín hiệu cảnh báo. Tôi không ngừng xác định thị trường có xu hướng hay không. Tôi không ngừng xác định thị trường có xu hướng hay không. Tôi là người kiên nhẫn chờ vào lệnh chứ không phải người vào lệnh rồi chờ. Tôi là người kiên nhẫn chờ vào lệnh chứ không phải là người vào lệnh rồi chờ. Tôi không bao giờ giao dịch bằng emotion. Tôi không bao giờ giao dịch bằng emotion. Tôi luôn giao dịch với một tâm trạng thoải mái. Tôi luôn giao dịch với một tâm trạng thoải mái. Tôi tham gia đầu cơ Forex để chiến thắng. Tôi tham gia đầu cơ Forex để chiến thắng. Tôi là một chuyên gia đầu cơ Forex. Tôi là một chuyên gia